Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trưa nay ngày 21 tháng 1 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tại khởi động hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng tại thành phố Huế. Cần siết chặt công tác quản lý người tâm thần có biểu hiện loạn thần tại cộng đồng. Dù gặp không ít khó khăn về thị trường tiêu thụ, nhưng cả cơ sở sản xuất của làng nghề đúc đồng Phương Đúc cũng đang nỗ lực cải tiến mẫu mã phục vụ thị trường Tết. Tin chi tiết, nằm trong nỗ lực xây dựng quảng bá hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng gắn với hình ảnh thành phố Huế xanh thân thiện, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức lễ tái khởi động hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng tại khu vực trung tâm thành phố Huế. Tham dự sự kiện có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Quý Phương. Hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng tại Huế đã được Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ và Công ty Cổ phần Vietshop Pro tổ chức vào giữa năm 2022 với 700 xe, hơn 80 xe đạp. Sau một thời gian triển khai, hệ thống xe đạp công cộng đã tạm dừng hoạt động để nâng cấp ứng dụng và bảo trì hệ thống. Quá trình bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống ứng dụng, 200 xe đạp tại 700 xe đã được đưa vào hoạt động thử nghiệm trở lại kể từ giữa tháng 1 năm 2024 và được người dân địa phương, du khách hào hứng trải nghiệm. Các đơn vị liên quan đã hoàn thiện xong phần mềm, trang bị thêm hệ thống khóa 4G và đã triển khai việc lắp đặt hệ thống khóa mới lên xe đạp. Tham gia cái chương trình xe đạp cộng đồng rất là nhiều lần rồi, thì chị thấy với những cái điều mà mình đã tham gia thì thứ nhất là cũng là làm cho thành phố xanh sạch đẹp, được đỡ đi là cái mối nhiễm môi trường. Chúng ta khởi động được cái dự án mà đạp xe công cộng này, cái thứ nhất là làm giảm thiểu cái chất độc hại ra môi trường, cái thứ hai nữa là tạo thói quen cho người dân trong việc vận động. Sau nghi thức tại khởi động hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng, các đại biểu tham gia trải nghiệm đạp xe xuất phát từ Nguyên Lương Đình, đường Lê Duẩn qua cầu Phủ Xuân, rẽ về đường Lê Lợi và Bùi Thị Xuân, hướng cầu Giả Viên và kết thúc tại Nguyên Lương Đình. Trong những năm vừa qua, chính quyền và nhân dân thành phố Huế đã và đang có nhiều hoạt động nhằm khuyến khích người dân và du khách sử dụng phương tiện xe đạp di chuyển trong thành phố nhằm từng bước xây dựng thành phố xe đạp thân thiện với môi trường. Thành phố cũng tiếp tục với các doanh nghiệp triển khai cái giai đoạn 2 với số lượng xe gần hơn 200 xe. Đây là một trong những cái sản phẩm mà nó phục vụ cho cái nhu cầu vừa thể thao giải trí, vừa du lịch, vừa đi lại của người dân cũng như du khách khi đến Huế tham quan. Nó đã tạo ra cho được một cái không gian Huế rất là thanh bình và rất là hạnh phúc khi người dân được trải nghiệm dọc các cái tuyến đường ở dọc hai bờ sông Hương. Thành phố Huế đặt mục tiêu tháng 6 năm 2024 sẽ vận hành khoảng 600 xe đạp tại 20 trạm xe. Từ tháng 9 năm 2024 sẽ vận hành khoảng 1.000 xe đạp tại 30 trạm xe. Tiếp tục tiến hành hoạt động vận hành hệ thống xe đạp tổng thể trên diện rộng. Song song với đó, thành phố sẽ triển khai các tuyến đường ưu tiên dành cho xe đạp, điều phối các trạm xe theo hướng mở rộng và đặt tại các vị trí trung tâm gần công viên, nhằm đảm bảo sự tiện lợi cho người dân và du khách khi sử dụng. Sáng nay, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp cùng Bảo Tiên Phong, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đại học Huế, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ lần thứ 16 năm 2024 với thông điệp hiến máu cứu người, dân mình của bạn và tôi. Hơn 1.000 đoàn viên, sinh viên, người dân đã đến tham dự sự kiện. Tại ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ năm nay, ban tổ chức đã thu được 700 đơn vị máu, gấp 2 lần so với chỉ tiêu đặt ra năm ngoái là 350 đơn vị. Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn toàn tỉnh được xây dựng phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên thanh niên, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, hình ảnh của những trái tim xanh luôn là lực lượng nòng cốt tích cực tham gia hiến máu và vận động cộng đồng cùng hiến máu cứu người. Với các mô hình ngân hàng máu sống, câu lạc bộ sinh nhật hồng, đội thanh niên tuyên truyền hiến máu tình nguyện và phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Năm nay, đánh dấu hành trình 16 năm hoạt động Chủ nhật đỏ, từ một sự kiện hiến máu vào năm 2009 đến hôm nay, Chủ nhật đỏ đã trở thành phong trào hiến máu tình nguyện tiêu biểu nổi bật, thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên Thừa Thiên Huế tham gia hưởng ứng. Đây chính là dịp quan trọng để người trẻ thể hiện trách nhiệm, nhu cầu bản thân, nhân lên những yêu thương trong cộng đồng và xã hội. Bên cạnh đó, vai trò tham gia của mỗi đoàn viên, sinh viên Thừa Thiên Huế đã góp phần phát triển phong trào hiến máu tình nguyện, trở thành một hoạt động thường xuyên, thiết thực của tuổi trẻ Thừa Thiên Huế.
Mùa tuyển sinh các trường đại học 2024 đang được khởi động với rất nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp được tổ chức. Tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, ngày hội tư vấn hướng nghiệp năm 2024 với sự tham gia tư vấn của các trường thành viên Đại học Huế và một số trường đại học tại Đà Nẵng đã cung cấp cho học sinh nhiều thông tin bổ ích, giúp các em lựa chọn ngành học phù hợp với điều kiện năng lực của bản thân, gia đình và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tại chương trình, các em học sinh đã được nghe các diễn giả, chuyên gia đến từ các trường đại học lớn của khu vực miền Trung Tây Nguyên cung cấp những thông tin bổ ích về ngành nghề, tư vấn về tầm quan trọng của việc chọn ngành, chọn nghề, kỹ năng chọn và tìm hiểu ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện bản thân và nhu cầu xã hội. Ngoài ra, các chuyên gia cũng cung cấp thông tin về dự báo nguồn nhân lực, thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng, thông tin những ngành học thu hút nguồn nhân lực trong tương lai, xu hướng nghề nghiệp, việc làm trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, các em còn tham gia giao lưu trả lời những câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp và vị trí việc làm, trải nghiệm một số sản phẩm như trình diễn thời trang và điều khiển một số loài robot. Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2024 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đã góp phần cung cấp tư vấn, chia sẻ những thông tin hữu ích thực tiễn cho các em học sinh hiểu rõ hơn và có thể lựa chọn ngành học phù hợp. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác giữa trường với các trường đại học, các cơ quan đơn vị sử dụng lao động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao cho xã hội. Thưa quý vị, những ngày qua, dư luận hết sức bàng hoàng tiếc thương một cán bộ công an tại thành phố Huế hy sinh trong khi làm nhiệm vụ khống chế đối tượng có biểu hiện loạn thần, gây rối trật tự công cộng. Vụ việc một lần nữa đặt ra vấn đề quản lý bệnh nhân tâm thần, các đối tượng có biểu hiện loạn thần, thường xuyên gây rối trật tự công cộng, uy hiếp tính mạng tài sản của người dân. Một tuần sau vụ việc, đối tượng Nguyễn Tấn Sang trong cơn loạn thần đã dùng dao nhọn tấn công khiến cán bộ công an khu vực là đại úy Trần Duy Hùng hy sinh. Người dân tại khu vực đường Lê Đức Anh, phường Thủy Vân, thành phố Huế vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong câu chuyện của mỗi người, bên cạnh niềm tiếc thương dành cho người chiến sĩ công an đã ngã xuống vì sự bình yên của người dân, vẫn còn đó những nỗi lo khi đối tượng Sang hàng ngày được đánh giá là người ít nói, ít có những biểu hiện hung hăng đối với người xung quanh. Sống chung những đối tượng có biểu hiện tâm thần không ổn định trong khu dân cư, đặc biệt với các gia đình có người già và trẻ nhỏ, chưa bao giờ bất an đến thế. Thưa quý vị và các bạn, sau lưng tôi đây là hiện trường mà cách đây một tuần, một vụ việc thương tâm đã xảy ra khi một đối tượng có biểu hiện tâm thần đã tấn công và làm hy sinh một cán bộ chiến sĩ công an khu vực. Máu đã lại đổ giữa thời bình, đối tượng có liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đó là công tác quản lý đối với các đối tượng này vẫn còn khá nhiều lỗ hổng, mà nếu không có các giải pháp cụ thể cũng như sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương và các ban ngành chức năng thì những vụ việc tương tự có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi đâu. Người dân ở đây rất là hoang mang, vì từ đã không phải là người dân đây nữa mà cũng cách xa, những người khác cũng biết thằng này là loạn thần, đi nhiều khi cũng là cứ không làm chứ không đánh họ mà cứ đi là tới là cứ họ đi rồi bất cứ đi này nọ, người ta cũng sợ. Hiện nay trên địa bàn phường á thì cũng có một số đối tượng cần một sự quản lý chặt chẽ cho được những đối tượng đó để cho dân đây là sống bình an. Những khó khăn của địa phương trong việc quản lý những đối tượng có tâm thần không ổn định hiện nay là chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể để xử lý, mà chủ yếu là cho đối tượng cam đoan và người nhà cam đoan cam kết quản lý. Đối với những đối tượng mà có hành vi ngáo đá, tâm thần không ổn định thì đa số là gia đình là thường không có cái quan tâm chăm sóc đặc biệt, nên nếu trường hợp những đối tượng như vậy mà yêu cầu sự cam đoan cam kết của gia đình thì rất khó, vì đa số là không quan tâm đến con cái mới dẫn đến những hiện tượng như vậy. Giao khoản cho gia đình và chính quyền địa phương nơi cư trú quản lý chỉ có thể được xem là giải pháp tạm thời để tiện theo dõi các vấn đề về bệnh lý, hành vi. Tuy nhiên, về lâu dài, đây là một quả bom nổ chậm, bởi thường ngày các đối tượng có thể hiền lành. Nhưng nếu không được quan tâm chăm sóc, điều trị, thì khi tái phát bệnh, xuất hiện hoang tưởng, ảo giác hoặc bị chi phối, kích động, có thể trở nên hung hãn, nguy hiểm, không nhận thức, kiểm soát được hành vi, dẫn đến các sự vụ đáng tiếc. Loạn thần này có thể là do sử dụng các cái chất gây nghiện, và loạn thần này có thể là do cái bệnh lý về cái tâm thần. Những trường hợp mà có cái hành vi quá nguy hiểm đến cái an ninh trật tự, đến cái tính mạng của nhân dân, của địa phương thì nên đưa thẳng vào trung tâm sẵn sàng tiếp nhận.
Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đang là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận quản lý gần 600 người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng về thần kinh, các đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh. Dù vẫn đang thực hiện tốt chức năng được giao, tuy nhiên, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế lại đang đối diện với nguy cơ quá tải trong công tác tiếp nhận và quản lý các nhóm đối tượng này do công suất phục vụ chỉ cho phép khoảng 400 người. Trước tình trạng trên, đòi hỏi cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền và các ban ngành chức năng, một mặt giảm bớt áp lực cho các đơn vị tuyến đầu. Bên cạnh đó, cần sớm có những quy định hướng dẫn cụ thể cho từng địa phương để quản lý tốt hơn các đối tượng này tại địa bàn dân cư. Thời gian tới thì địa phương cũng mong muốn là các cấp các ngành cần có văn bản hướng dẫn cụ thể để xử lý các trường hợp trên, quy định về cách xử lý cụ thể đối với các ngành lĩnh vực phụ trách. Ở góc độ địa phương thì tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại cũng như hậu quả của việc sử dụng ma túy, các chất kích thích và các cách phòng ngừa khi gặp các trường hợp ngáo đá. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tố giác tội phạm để hạn chế và tránh các trường hợp thương tâm đáng tiếc xảy ra trên địa bàn. Nói quá tải thì quá tải, nhưng mình phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ đó. Đối với một số trường hợp người khuyết tật mà tư đặc biệt nặng mà quá nhiều năm ở đây đã có cái chuyển biến về cái bệnh lý là chuyển qua là đối tượng khuyết tật nặng thì đã ổn định về bệnh lý và đủ điều kiện để chuyển trả về nơi cư trú để có cái nơi ăn chỗ ở dành lại cho cái đối tượng nó đủ điều kiện là đối tượng cái thần kinh tâm thần đặc biệt nặng và có hành vi nguy hiểm của xã hội đưa vào đây. Cái thứ hai là cũng khuyến cáo gia đình cũng nên có cái tranh thủ sắp xếp thời gian để quản lý con em họ chặt chẽ hơn. Và cái thứ ba là lực lượng dân phòng rồi tổ dân phố cũng cần có quan tâm đến các hộ gia đình mà có những cái đối tượng như thế này để có cái chung tay, có cái quan tâm giúp đỡ cho họ. Trong bối cảnh cả quy định về quản lý đối với đối tượng có biểu hiện thần kinh không ổn định vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Hơn lúc nào hết, công tác quản lý người bệnh tâm thần cũng như các đối tượng có biểu hiện loạn thần, ngáo đá do sử dụng ma túy trong cộng đồng cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương cùng các ban ngành chức năng để tránh những hậu quả đau lòng tái diễn. Sáng nay, Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế tổ chức khai mạc cuộc thi vô địch tin học văn phòng mốt thu hút sự tham gia của 100 thí sinh là sinh viên học sinh đến từ các trường trung học phổ thông, trung cấp cao đẳng, đại học, học viện tại thành phố Huế với độ tuổi từ 16 đến 22. Các thí sinh tham gia làm bài thi quốc tế theo ngôn ngữ tiếng Anh với 6 môn thi. Cơ cấu giải thưởng gồm 6 giải nhất với tổng giá trị 15 triệu đồng, 6 giải nhì với tổng giá trị 7,8 triệu đồng và giải tập thể, trong đó gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải khuyến khích. Cuộc thi tin học văn phòng MOS không chỉ mang lại cơ hội cho việc rèn luyện kỹ năng tin học mà còn mở ra cánh cửa mới cho sự phát triển cá nhân và sự hiểu biết vững chắc về công nghệ thông tin trong thời đại ngày nay. Thông qua cuộc thi, có phần hình thành một cộng đồng công nghệ thông tin mạnh mẽ và hữu ích cho học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức giải cờ tướng Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng năm 2024. Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích và phát triển phong trào tập luyện cờ tướng cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Giải đấu năm nay được diễn ra với sự tham gia của 74 vận động viên là học sinh sinh viên, người yêu cờ tướng trong và ngoài tỉnh đến từ 11 câu lạc bộ với 5 bảng thi đấu, hội tụ đầy đủ những phẩm chất, tư duy cũng như tinh thần thể thao để xây dựng một giải đấu với những tiêu chí quan trọng, văn minh và đoàn kết nhất. Đây còn là dịp để tạo cơ hội cho các em thanh thiếu nhi, người yêu thích bộ môn cờ tướng trong và ngoài tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, giúp các em có được một sân chơi bổ ích, thiết thực và an toàn. Các vận động viên thi đấu theo hệ thủy sĩ 7 ván, thời gian của mỗi ván đấu là mỗi vận động viên có 15 phút để hoàn thành một ván đấu. Hiện nay, cờ tướng được xem là một trong những bộ môn thể thao vừa mang tính giải trí, vừa rèn luyện suy luận, đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tao nhã và độc đáo của người Việt, xứng đáng là một trò chơi đậm nét trí tuệ của phương Đông. Sau hơn 2 tuần tranh tài, giải bóng đá truyền thống học sinh Trung học phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế cùng thành phố Huế vừa khép lại sáng nay với trận chung kết diễn ra đầy kịch tính giữa hai đội bóng, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ và trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Thừa Thiên Huế. Xuất sắc vượt qua các đội bóng mạnh để tiến vào trận chung kết, hai đội bóng trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ và trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Thừa Thiên Huế đã mang đến một trận đấu hay và hấp dẫn.
Với bàn thắng duy nhất ở những phút cuối của hiệp 2, đội bóng trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ đã đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0, qua đó lên ngôi vô địch giải bóng đá truyền thống học sinh Trung học phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế cùng thành phố Huế lần thứ tư. Kết thúc trận đấu, ban tổ chức đã trao một số giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc và cúp cho đội vô địch. Gia đình Phật tử trên địa bàn thành phố Huế đã có ngày chủ nhật ý nghĩa với hoạt động giao lưu của nữ gia đình Phật tử và phiên chợ quê ngày Tết. Hoạt động do phân ban gia đình Phật tử thành phố Huế tổ chức hưởng ứng festival bốn mùa và gìn giữ nét đẹp phong phì Tết Huế. Đến với ngày hội giao lưu, các nữ gia đình Phật tử có dịp trổ tài khéo léo đảm đang của phụ nữ Huế qua các món mứt truyền thống của ngày Tết như mứt gừng, mứt dừa và các loại củ quả khác. Phiên chợ quê ngày Tết với sự góp mặt của các sản vật đến từ các địa phương, các món mứt bánh, chè Huế, hoa và vật dụng trang trí ngày Tết. Không khí của ngày hội giao lưu cũng thêm phần sôi động với các trò chơi dân gian. Nhiều phần quà Tết cũng được ban tổ chức huy động từ các đơn vị tổ chức thiện nguyện trao tặng những gia đình Phật tử có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hội giao lưu vừa góp phần gìn giữ những nét đẹp của Tết Huế xưa trong dòng chảy của cuộc sống hôm nay, vừa lan tỏa giá trị nhân văn của sự sẻ chia đến với cộng đồng. Chưa đầy 3 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán. Những ngày này không khí tại làng nghề Đúc Đồng, phường Đúc, thành phố Huế trở nên tất bật với cả hoạt động sản xuất. Dù gặp không ít khó khăn về thị trường tiêu thụ, nhưng với thế mạnh các mặt hàng lưu niệm thờ cúng bằng đồng, các cơ sở sản xuất của làng nghề cũng đang nỗ lực cải tiến mẫu mã, duy trì và phát huy nghề truyền thống của cha ông. Tiếng gõ búa, tiếng vui chạm trổ hoa văn, khoang nhạc đều đặn. Đây là chiếc chuông đồng nặng hơn 1 tấn được anh Quốc Bảo và anh em trong cơ sở Đúc Đồng tại làng nghề truyền thống Đúc Đồng, phường Phương Đúc, thành phố Huế khẩn trương gia công để kịp giao cho khách hàng dịp Tết Nguyên đán. Một người một công việc cùng nhau hoàn thành trong không khí khẩn trương cho sản phẩm đặt hàng cuối năm. Cái này xong là nhảy qua bên mình làm lại mấy cái khuôn để mình đợi cô đặt lại đúc tiếp. Đấy, mình sửa sáng lại, cố gắng nâng sắp xếp làm cho sớm, hoàn thiện sớm là mình khỏe. Đấy, cái này thì làm của mình, khoảng tầm 20 là xong. Mình còn thời gian thì mình qua mình sửa 3 cái khuôn lạc đó lại và mình nghỉ ngơi. Trong đời sống tâm linh của người dân Huế, việc thờ cúng tổ tiên, đồ từ khỉ trang trọng bằng đồng hầu như không thể thiếu vắng trên bàn thờ của mỗi gia đình. Cứ từ giữa tháng 10 âm lịch, làng nghề Đúc Đồng lại đỏ lửa để cho những sản phẩm thờ cúng như lư hương, chân đèn, mâm hoa quả, đèn lồng phục vụ nhu cầu Tết. Các sản phẩm ở đây không chỉ đảm bảo về chất lượng, độ bền mà còn phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh. Hiện tại thì lúc đầu thời cổ ổn vậy đó, ba thì đúc ba đồ lư cổ mỹ nghệ, chưa rộng chơi đời của em thì giống như có nhu cầu bên Phật giáo rồi, chưa có đúc thêm chuông tượng, cặp mặt hàng về Phật giáo. Nói chung là tất cả đầy đủ về đúc theo yêu cầu của khách hàng, tại vì cũng có mấy mặt hàng là khách hàng cùng đời cùng làm trực chất được Tết để cho họ chuẩn bị bàn thờ trong ba tổ tiên cho đẹp đẽ, nên họ cũng muốn nên cơ sở cùng đầy danh các sản phẩm để cho về tay khách hàng cho đúng thời gian. Do tình hình kinh tế khó khăn nên khác hẳn không khí nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm của những năm trước. Thời điểm này làng nghề Đúc Đồng lại trở nên trầm lặng hơn. Các cơ sở chỉ sản xuất cầm chừng để duy trì nghề truyền thống. Về công dân làm bình thường, thường xuyên là 5 công dân hoặc 6 công dân. Ngày đổ được chuông, đổ tường thì công dân nhiều. Tập trung người lại thì cũng khoảng 10 người, 12 người. Do tình hình kia thì khó khăn. Thì từ ngày dịch chứ thì cơ sở cũng gặp nhiều khó khăn. Hàng chế đặt hàng đó. Mình được cơ sở đây thì mình cũng đi đúc xa đi nhiều. Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay tuy không còn thịnh vượng như xưa, nhưng làng nghề Đúc Đồng vẫn bền bỉ ngọn lửa nghề, khẳng định những giá trị hiện hữu là nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu khi mỗi đồ Tết đến xuân về. Phần cuối là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trong ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh trời nhiều mây nhưng vẫn tiếp tục có nắng, nền nhiệt dao động từ 21 đến 28 độ, độ ẩm từ 69 đến 92%. Khoảng từ đêm ngày 22 tháng 1, bộ phận không khí lạnh đã báo được tăng cường mạnh thêm và ảnh hưởng đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 1, tại Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, đêm xảy ra rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Trên biển, từ chiều ngày 22 tháng 1, vùng biển Thừa Thiên Huế, gió Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 3,5 mét.